Sau scandal chấn động với đại gia Cao Toàn Mỹ, cuộc sống của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga hiện tại ra sao? Trương Hồ Phương Nga là nàng hậu từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực bởi vụ scandal tình tiền chấn động với đại gia Cao Toàn Mỹ. Thậm chí sau những màu màu, dù đã ở ẩn nhiều năm nhưng đến nay, những thông tin về Hoa hậu Phương Nga vẫn là điều khiến khán giả không ngừng xôn xao và bàn tán. Dù dính thị phi đến nỗi lâm vào vòng lao lý, nhưng Phương Nga luôn được đánh giá là một trong những người đẹp vừa có sắc vừa có tài. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, năm 12 tuổi, Trương Hồ Phương Nga đã theo gia đình sang Nga định cư, sống ở nước ngoài từ bé, nhưng Phương Nga vẫn quyết không để bản thân mất gốc khi chỉ tìm chơi với các bạn người Việt với mong muốn có thể nói tiếng mẹ đẻ một cách nhuần nhuyễn nhất. Nhờ đó mà cô thông thạo được 3 ngoại ngữ và tốt nghiệp ngành định giá và quản lý tài sản thuộc trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow. Trương Hồ Phương Nga đăng quang ngôi vị Hoa hậu người Việt tại Nga vào năm 2007. Cùng năm đó, cô lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt. Sau 10 năm sinh sống ở xứ người, Trương Hồ Phương Nga về nước, hoạt động trong giới giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên và MC. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cô vẫn còn là gương mặt khá mờ nhạt với công chúng. Chỉ khi thông tin Phương Nga bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 16 tỷ đồng được đăng tải trên nhiều tờ báo, thì khi đó tên tuổi của cô mới gây được sự chú ý của công chúng. Cụ thể, sau khi chia tay, nàng hậu bị đại gia Cao Toàn Mỹ cáo buộc lừa 16,5 tỷ đồng khiến cô phải tù oan ròng rã 2 năm trời. Không chỉ vậy, một bản hợp đồng tình ái của hai người với nhiều chi tiết nhạy cảm cũng bị lộ ra, khiến mạng xã hội vô cùng xôn xao. Trải qua nhiều phiên tòa xét xử kéo dài, Hoa hậu Phương Nga với thái độ thẳng thắn cùng những lời lẽ đanh thép đã tự biện hộ cho chính mình. Cuối cùng, Hoa hậu Phương Nga đã được trả tự do sau hơn 2 năm ròng rã bị tạm giam để điều tra. Sau khi được tại ngoại, Phương Nga sống kín tiếng hơn và không tham gia nhiều hoạt động của showbiz, dù vẫn nhận được rất nhiều lời mời. Đến cuối năm 2020, cô chuyển việc khi đầu quân về một công ty nội thất, giữ chức giám đốc marketing kiêm bán lẻ. Nàng hậu đang hoàn toàn tập trung hết sức vào công việc, áp dụng những kiến thức chuyên môn của mình để khởi đầu một sự nghiệp mới. Trên trang cá nhân, Phương Nga cũng thường xuyên cập nhật về loạt hình ảnh ghi lại các hoạt động thường ngày như đi ăn uống với bạn bè hoặc công việc kinh doanh của cô khi giữ vị trí giám đốc cho công ty nội thất. Đặc biệt, trải qua những biến cố, mối quan hệ giữa Phương Nga và Thùy Dung cũng ngày càng trở nên thân thiết và bền chặt hơn. Dường như trên mỗi bước đường của Phương Nga ở thời điểm hiện tại đều sẽ có sự đồng hành và giúp sức của người bạn Thùy Dung. Chính điều này lại càng khiến nhiều người thêm ngưỡng mộ vào tình bạn bền chặt của cả hai. Không chỉ công việc thuận lợi, nhan sắc của người đẹp cũng thăng hạng hơn rất nhiều so với khoảng thời gian vừa được trả tự do. Nhìn vào những hình ảnh hiện tại của Phương Nga, có thể thấy rằng cô đang có một cuộc sống rất tốt và vui vẻ, không còn vướng bận vì những ồn ào vừa qua.